Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Honda CX-01 sắp được bán ra chính thức với mức giá rất là yêu thương. Cái mẫu xe mô tô 200 phân khối của nhà Honda dự kiến đáp ứng được nhu cầu di chuyển trên đường phố là chủ yếu. Các trang tin nổi tiếng đến từ Ấn Độ đều đưa tin cho rằng Honda đang chuẩn bị phát triển một cái dòng xe mới thuộc dòng DS có một dung tích xăng 200 phân khối. Mẫu xe này sẽ phục vụ cho nhu cầu đi lại trong đường phố và đang được chính thức đưa rào sản xuất để chuẩn bị bán ra thị trường Ấn Độ. Tuy đây là những thông tin mới nhưng các chuyên gia cũng cho rằng mẫu xe này đã từng được Honda trình diện trong cái sự kiện Auto Expo vào năm 2004 với một cái tên thân thường Honda CX-01. Đây là mẫu xe mang một phong cách nước bài, tuy nhiên thanh tay lái được nâng cao và phần yên thoải mái hơn, giúp vẫn đáp ứng được nhu cầu di chuyển trên những cung đường dài. Về mặt động cơ thì Honda CX-01 được tích hợp một khối động cơ là 200cc, cùng với đó là hệ thống phun xăng tử làm mát bằng không khí và dự kiến được một công suất là khoảng là 23 mã lực. Xe cũng được trang bị hệ thống cuộn treo ngược, cùng với đó là hệ thống đèn Bullet trên toàn xe. Hệ thống phanh đĩa có ABS được tích hợp cho cả hai kênh, đảm bảo được cái sự an toàn tốt hơn cho người sử dụng trong những quá trình sử dụng. Tuy nhiên có những thông tin hiện vẫn dừng lại ở đây và chưa rõ nó thực sự có được bán ra hay không, hoặc là bán ra chỉ mức giá là bao nhiêu tiền. Tuy nhiên nếu được triển khai thì cái chiếc Honda CX-01 dự kiến sẽ được trình làng vào đầu năm 2021 để đáp ứng được cái nhu cầu của người sử dụng tại Ấn Độ. Do đó mức giá cũng chắc chắn sẽ là một mức giá phù hợp với túi tiền người sử dụng tại thị trường Nam Á này. Vario 150, một cái bản nâng cấp thứ tha với những trang bị mắc tiền. Các chiếc Vario 150 hiện nay có thể nói là mẫu xe tay ga vô cùng thông dụng ở Việt Nam. Điểm nhấn của dòng xe này là kiểu dáng bên ngoài vô cùng hổ, góc cạnh, không thể nhầm lẫn với bất kỳ mẫu xe nào đang có mặt ở nước ta. Phần đầu được cắt khoét một góc nhỏ để có thêm không gian bắt cầm thắng Rainbow Asset phiên bản Costa vốn đã quen thuộc anh em chơi xe từ 2 năm nay. Đối mặt ngoại hình vô cùng đẹp, đi cùng với nhiều hiệu năng ưu việt như tăng được cái độ xa gần của phần tay thắng, chống gãy, đặc biệt nhất là chỉnh cả cái độ chờ của phần tay thắng mà khả năng hầu như không có một thương hiệu nào có được. Cận cảnh hơn phần ghế đông, ta thấy ngay cái bộ cụm tay con tiếp em, đem lại khả năng cắt con nhẹ nhàng nhưng đầy thoải mái. Sản phẩm mức giá khoảng 2 củ, đây là cái mẫu tay rẻ nhất hiện nay trên thị trường, nhưng vẫn đầy đủ những tính năng cần thiết cho một cái bộ cụm tay con đồ chơi. Phía sau cả một vùng trời đồ chơi với điểm nhấn là cụm tăng tốc đồng hồ đèn kết hợp cùng hai ống ca titan, khả năng cố gắng hành trình để chiếc xe đeo nhanh hơn. Bên cạnh là cái cụm đề máy tiếp ít, bên phải là cụm công tắc đồng hồ lớn đủ những chức năng cần thiết cho một chiếc xe độ. Cuối cùng là một cái dàn chân trước có dùng theo dọc Rainbow logo lớn hai bên đá xứng kết hợp cùng với đĩa cà phơ được bắt chạm bên trước thông qua năm chốc tia nằm điện bên lên cam màu titan. Sợi dầu đồ chơi được bấm rất nhiều ngắt với hai tông màu xanh đen. Và tới đây thì con Vario độ này sở hữu cho mình cái vụt Holden từ dầu rời nằm bên dưới dành cho dòng loại Vario tiếp sử dụng. Người chủ lựa chọn một cái tông màu lọ xo đen đem lại cái sự cứng cáp khi nhìn ngắm chiếc xe từ phía sau. Phần ống xả giữ nguyên bản, tuy nhiên người chủ thay lại bằng chất liệu cái cổ bồ từ sắt thành titan để tăng thêm cái sự thẩm mỹ và khả năng chống hàn rỉ cực kỳ tốt. Ngoài ra còn có một số chi tiết được rất nhiều anh chơi xe mình lại là che con của IP và che cái nước CNC. Cái nắp che bình nước giảm nhiệt được làm bằng chất liệu mica trong suốt để người chủ nhìn ngắm được bên trong. Các logo nguyên bản của dàn áo đã được bỏ đi thay bằng chất liệu titan cho chiếc xe độ thêm chút nổi bật hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like và subscribe.